Bác chào mừng các bác, em đã quay trở lại với kênh YouTube Tù Audio Hải Dương. Ngày hôm nay thì bên em dọn kho và cũng có một vài thiết bị âm thanh ở thanh lý của bác anh em. Và chắc hẳn là những cái video như thế này thì bên em Tùng thì thường xuyên là làm trong các tháng rồi đúng không? Thì anh em mà đã từng theo dõi kênh em Tùng thì luôn luôn chờ đến một tháng thì bên em sẽ có ít nhất là một cho đến hai video của thanh lý hàng như thế này về các bác anh em săn thiết bị âm thanh giá rẻ. Ngày hôm nay thì bên em có rất nhiều bộ thiết bị âm thanh, đặc biệt là vang và vang cơ lai số để phục vụ các bác anh em chơi. Cơ và vang cơ lai số thì bên em có rất là nhiều mẫu, ngày hôm nay em kiểm tra ở trong kho đây. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mẫu, 8 mẫu các bạn, 8 mẫu vang cơ lai số thanh lý nốt cho các bác anh em. Để thứ nhất là cũng làm sạch kho, thứ hai nữa là đem đến cho các bác anh em những thiết bị âm thanh giá rẻ và tốt và vẫn sử dụng ngon lành các bác nhá. Đầu tiên thì em xin giới thiệu cho anh em. Nhà em thì còn một con JBL S8 phiên bản hàng trưng bày. Đây hình thức hộp, con này thì khiển nó hơi bị bẹp một chút thì anh em thông cảm cho em. Thì cũng xin để với mức giá là 1.300.000 đồng hàng thanh lý, hàng nguyên hộp cho bác và bao ship nhá. Giá máy thôi. Đấy, giá máy thôi cho anh em, bao ship giá máy. JBL S8 ngon chưa các bác, nhìn hình thức giao diện đẹp chưa? Đây là con hàng trưng bày bên em cũng để cách đây một tháng thôi. Để các bác mình em chơi phòng hát gia đình yên tâm. Đấy. Dòng này thì chắc chắn là các bác biết rồi, nhà em đang bán hàng mới tinh là 1.500.000 đồng các bác nhá. Đấy, còn bên em thì thanh lý cho anh em, anh em tiết kiệm được rất là nhiều tiền đấy. JBL S8 hàng thanh lý bao ship 1.300.000 cho các bác anh em, được chưa? 1.300.000. Đấy. Tiếp theo đó là em Atisao S8 đây. Con này thì em kiểm tra thì hộp nó hơi xấu một chút. Đây, cái hộp phía dưới các bác nhá. Hơi xấu một chút nhưng mà là hàng mới và nguyên chế độ bảo hành. Đấy các bác nhìn đấy. Em thật là hàng bên em thanh lý nó còn ngon gấp vạn lần anh em đi mua hàng bãi, giá còn rẻ. Các bác anh em để ý xem giá mới con này bây giờ 1.700.000, 1.800.000 thì em thanh lý cho anh em 1.270.000 đồng giá máy bao ship cho các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu các bác cứ liên hệ trực tiếp qua bên em Tùng đấy. Các bác vào đây xem em Tùng Audio lên video, các bác thích con nào các bác chọn, các bác alo cho em, bởi mỗi con thì cũng không có nhiều. Con này thì còn hai con các bác nhá, Atisao S8 1.270.000 đồng, Atisao S8 hàng cơ lai số cho anh em ạ. Đấy, 1.270.000 đồng các bác nhá. Tiếp theo đó là con JBL T18 Pro, con này thì không còn nhiều, còn một con thôi. JBL T18 Pro là phiên bản cũng cách đây khoảng độ 6-7 tháng nên em lên video phát sóng cho các bác. Thì dòng này có tính năng echo và thêm tính năng exciter lớn tiếng nữa, phiên bản đầu. Đấy, anh em mà muốn chơi, muốn hỗ trợ cho anh em giọng tốt, ổn định và lên tông cao đơn giản, anh em chơi cho em JBL T18 giá thành bao nhiêu? 1.200.000 đồng bao ship cho các bác, được chưa? Hàng hộp mà hơi xấu một chút thôi, đấy các bác nhìn. Nói thật là em thanh lý là hàng mới hết nhưng mà thật ra là cái hộp nó xấu nên là không thể bán hàng mới được. Thế là em cũng sẵn sàng thanh lý cho anh em bỏ ra trừ đi 200-300.000 khi anh em mua cái hộp. Còn các bác muốn thích cái hộp mới em gửi cho bác cái hộp mới không sao cả, nhưng mà đây là hàng thanh lý anh em nhận giúp em. Cái hộp nó hơi xấu một chút thôi nhưng bên trong còn nguyên chế độ bảo hành và là hàng mới tinh luôn cho các bác nhá. Tiếp theo đó là con TDQ 800 Plus, con này cũng là hàng mới đó các bác, không phải là hàng trưng bày gì cả. Và hàng này thì nó bẹp hộp bởi vì hộp nó là hộp cuối cùng. Những cái con mà em để ở dưới cùng ấy thì thường thường nó bị bẹp, như hộp nó như thế này, hộp nó bị bẹp như này hoặc là nó mất ly lông, thì em thanh lý cho anh em với mức giá là 900.000 đồng nhá. Con TDQ 800 Plus bao ship. Đấy, anh em biết con này là một trong những phiên bản vang cơ quốc dân đúng không ạ? 1.200.000, 1.300.000 mới bán cơ, nó bán cho anh em 900.000 bao ship thôi, được chưa? Đấy, TDQ 800 chế độ echo được cài sẵn, được chưa các bác? 900.000 đồng quá rẻ rồi, vào đây săn nai toàn con 800-900.000 thôi, các bác chơi là quá ok rồi. Lexotic FX 60 Plus phiên bản vang cơ, con này thì nhỉnh hơn một chút thì em để cho anh em với mức giá là 950.000 đồng bao ship cho các bác, được chưa? FX 60. Không thì nếu như các bác và anh em thiện chí lấy thì để cho anh em 900.000 thôi, anh em thiện chí lấy để em 900.000 thôi, bỏ 50.000 đi cho nó tròn tiền các bác nhé. 900.000 Lex FX 60 Plus. Đó, phía xa kia con FX 50 Plus này các bác. Con này thì mới quá mà là phiên bản đẹp nữa các bạn, phiên bản màu trắng đẹp sang. Mà anh em nhìn con này thì các bác nhìn thấy nó mới chưa, led tinh được 99%. Hộp nó bị đẹp xấu chút thôi, em cũng báo anh em là hộp nó xấu chút thôi. Full tính năng, chế độ bảo hành còn nguyên. Lex FX 50 Plus giá 900.000 đồng. Đấy, đồng giá cho anh em 900.000. Bán nốt đi, lãi thì chẳng lãi được rồi, tầm này thì chỉ lỗ thôi. Mà bán được cho anh em là vui rồi. Acoustic A3000 phiên bản vang cơ lai số rất chuẩn chỉ cho anh em. Bây giờ còn duy nhất thị trường chắc chỉ còn một mình em bán con này thôi. Một mình em có bán con này thôi. Giá bây giờ con này trên trời luôn các bạn. Mua khó mua lắm, không thể là bên nào có được. Con này rất hay, có đợt nó hiếm hàng cái lỗi mà phải đi xin từng con một để bán các bạn. Acoustic A3000 1.200.000 đồng thanh lý cho anh em mà hàng mới nhá, full hộp mới luôn các bác ơi. Full hộp mới luôn. Đấy,
1.200.000 đồng bao ship cho bác. Và đây có một con này thì chắc hẳn là rất nhiều anh em thích đây. Đây là con PS Audio, còn một trong những phiên bản vang cơ đẹp nhất Việt Nam, phiên bản màu trắng, có một con duy nhất không có phiên bản màu đen cho lựa chọn đâu, bởi vì hàng thanh lý bác biết được có một con thôi. SV88 hàng chính hãng, phiên bản vang cơ, có đèn nếp, đèn mưa độc đáo cho anh em. Phiên bản này bên em đang bán giá hãng trên 2 triệu đồng. Còn nhà em thanh lý cho các bác anh em trong buổi live, trong buổi video ngày hôm nay, 1.700.000 đồng bao ship cho các bác, được chưa? PS Audio SV88 1.700.000 đồng, hàng mới tinh, nguyên chưa bảo hành, chưa cào, được chưa các bác? Em khẳng định luôn, không anh em nào bán rẻ bằng em ở trên những cái video mà em thanh lý đi ra. Hàng thanh lý rất là hàng thanh lý, nhưng mà không phải là hàng sử dụng, mà cũng không phải là hàng hỏng hóc gì bên em thanh lý đâu. Nên các bác anh em yên tâm, anh em nào muốn chọn lựa, muốn mua gì các bác cứ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại bên em tủ 0979629336. Và lưu ý cho em, nhắc trực tiếp trên video này, số lượng hàng thì ít, hàng thanh lý số lượng hàng ít, nên là anh em nào lấy cọc trước cho em 50-100 nghìn để cho anh em phía sau. Ví dụ như anh em lấy mà các bác không nhận thì những anh em phía sau rất là thiệt thòi. Anh em muốn lấy nhưng mà hết hàng, đúng không ạ? Nên là anh em thiện chí lấy cọc cho em 50-100 nghìn, không nhiều nhận gì cả. Đấy là cái sự uy tín của các bác khách hàng khi em đã thanh lý giá rất rẻ rồi. Em đọc lại giá thành một lần cuối cùng: PS Audio SV88 1.700.000 đồng, Acoustic A3000 1.200.000 đồng, Lakoutic FX50 Plus 900.000 đồng, và JBL T18 Pro 1.200.000, TDQ800 Plus 900.000 đồng, Lakoutic FX60 900.000, S8 phiên bản vang cơ lai số 1.300.000 đồng, vỡ khiển một tí đấy, và AT sau S8 1.270.000 đồng, và tất cả là hàng trưng bày cũng như là hàng nguyên hộp và biệt kiểu hộp rồi. Và video của em xin dừng lại tại đây. Nếu như các bác anh em cần, bên em bao ship hết cho anh em rồi, tất cả giá thành là bên em đã bao ship hết cho các bác anh em rồi, còn nguyên chế độ bảo hành 12 tháng. Các bác anh em nhận hàng chúng ta kiểm tra thanh toán sau, ok. Và video của em xin dừng lại tại đây. Anh em thấy hay nhớ đăng ký cho em một like và chọn lựa ra những phiên bản mà các bác anh em đang cần ở trên video ngày hôm nay nhá. Xin chào.